Ngày 20 tháng 4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2022. Trong thời gian 6 ngày, 123 đảng viên dự bị ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ đã trao giấy chứng nhận cho 123 đảng viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.